trong những năm trở lại đây, hàng loạt bệnh truyền nhiễm đã từng được khống chế như sởi, ho gà, viêm não Nhật Bản, viêm gan B và bạch hầu, nay lại xuất hiện thường xuyên với những ổ dịch nhỏ, gần đây nhất là dịch bạch hầu ở Bình Phước. Những bệnh tưởng chừng như đã được thanh toán bằng việc tiêm đủ mũi vaccine 5 trong 1, Quinvaxem. Tuy nhiên, trong thời gian qua, chúng xuất hiện trở lại, khiến nhiều người đặt câu hỏi đâu là nguyên nhân của sự quay trở lại này. Và làm thế nào để có thể tạo miễn dịch bền vững cho trẻ hiện đang là vấn đề được quan tâm. Tháng 7 vừa qua, Bình Phước đã phải công bố dịch quy mô cấp phường, xã, với số bệnh nhân mắc là trên 60 người và có 3 trường hợp tử vong. Đặc biệt là có tới trên 70% số ca mắc tập trung ở độ tuổi từ 8 đến 26 tuổi. Nguyên nhân được xác định là hai xã Thuận Lợi và Thuận Phú của tỉnh Bình Phước có tỷ lệ tiêm chủng thấp, dẫn đến miễn dịch cộng đồng kém. Trước đó, năm 2015, tại Gia Lai, Quảng Nam cũng đã từng bùng phát dịch bệnh này. Không chỉ bạch hầu mà tại một số khu vực phía Bắc, bệnh ho gà, viêm não Nhật Bản và viêm gan B cũng gia tăng đáng kể. Theo các cái chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, gần đây năm 2006, nếu như chỉ tiêm 3 mũi vaccine cơ bản cho trẻ trong một tuổi, thì kỳ đáp ứng miễn dịch của thành phần bạch hầu nó chỉ tồn tại được 3 đến 5 năm sau mà thôi. Hiện tại một số tỉnh khu vực phía Bắc đã xuất hiện bệnh nhân ho gà, viêm não Nhật Bản và viêm gan B. Đặc biệt trong năm nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã ghi nhận 15 ca viêm não Nhật Bản, trong đó hầu hết chưa được tiêm vaccine. Riêng năm 2015, số trẻ mắc ho gà gia tăng đáng kể với khoảng 50% số trẻ mắc ho gà từ 2 đến 4 tháng tuổi, là những đối tượng trẻ trong độ tuổi tiêm chủng nhưng chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm đủ mũi vaccine phòng bệnh. Bởi vì khi chúng ta tiêm không đủ liều thì có thể cái đáp ứng miễn dịch không đạt để có thể đủ khả năng bảo vệ. Và do vậy thì xuất hiện một số trường hợp là những ca bệnh mà chúng ta đã gặp được, kể cả những cái bệnh mà chúng ta phòng được bằng vaccine. Ngoài ra thì vừa rồi thì chúng ta cũng gặp một số ca bệnh, ví dụ như ho gà bạch hầu ở cái lứa tuổi lớn, thì ở thời điểm đó thì có lẽ là cái đáp ứng miễn dịch cũng đã, bởi vì nó thời gian quá lâu cho nên có thể phải có những mũi tiêm nhắc lại. Cho nên là trong cái thời gian vừa qua thì chương trình tiêm chủng mở rộng cũng đã khuyến cáo những cái mũi tiêm nhắc lại. Quay trở lại với câu chuyện về dịch bạch hầu bùng phát ở Bình Phước, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, không chỉ tại Việt Nam mà một số nước như Mỹ, Trung Quốc, Indonesia, Jordan, dịch bệnh này cũng xuất hiện trở lại từ năm 2012 ở độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi. Có những căn bệnh đã được thanh toán, thậm chí đã bị lãng quên, nhưng hiện đang xuất hiện trở lại và hoàn toàn có thể tử vong. Một ví dụ ở Việt Nam vào năm 2014, dịch sởi đã bùng phát. Chúng tôi đã thấy nhiều bậc cha mẹ cho con tiêm vaccine quá muộn, thậm chí là không tiêm. Điều đó đã phải trả giá bằng tính mạng của rất nhiều trẻ nhỏ. Nhiều em bé khi đến bệnh viện đẩy chữa trị một căn bệnh nào đó thì lại bị lây nhiễm chéo bệnh sởi và dẫn đến tử vong. Vì thế chúng ta phải tiêm vaccine đầy đủ và nhắc lại, vì nó không những giúp chúng ta an toàn mà đó còn là trách nhiệm với cộng đồng. Ngành y tế cũng cho biết hiện hầu hết trẻ em đã được tiêm vaccine 5 trong 1 Quinvaxem phòng 5 bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm màng não mủ. Tuy nhiên, để có thể tạo miễn dịch bền vững, các bậc cha mẹ cần tiến hành các mũi tiêm nhắc lại cho trẻ theo lộ trình 10 năm một lần. Đôi vợ chồng trẻ đã mạnh dạn đầu tư thêm chuồng trại và con giống để mở rộng quy mô. Để có được số lượng là 100 con gà đông tảo trên diện tích 70 m2 như hiện nay.